Đâu, đợt cho em mua 15. Không, đợt đi thử thai này nhé. Chua này. Đây con ơi, mua nơi đi ra đây. Em caramel nào. Mua ra đây. Đà Lạt Miu. Đà Lạt Miu ngon này. Mười bảy. Ồ, sao nó còn ngắn hơn cái mình mua ở nhà nhỉ? Nên được, nên 15 không? Sao đã mua vậy? Đã đợt mới đã mua vậy? Cái gì đây? Lắm thể loại nhỉ? Đó là hàng tặng hàng bán nữa. Con thích uống gì không? Không mở được đâu, không mở được đâu, mắt lạnh của cô đó. Anh ơi, hôm trông con nó cứ ra ôm quả táo à. Đấy, cầm hẳn cái gõ mua được một chén dừa. Tám. Có cái loại kia nhỉ? À đúng rồi, xem mình có cái gì mới không nhỉ? Gì đây? Tôm càng lưu cua. Ô, vị này mới phết này. Ô, 10.000 nữa này, thế là không có, không có rêu thật à? Thịt đi ẩm thực. Cái này ăn rồi. Nhìn nó cái này. Cái gì ngon ngon đặc biệt nữa không nhỉ? Ôi trời ơi, ăn hết rồi. Thế đây, thế đi bé. Cái gì đấy? 2-3 nghìn khoai tây nghìn bò nấm. Ngon nhỉ? Là sao? Vào. Ô, tức là sao nhỉ? Chỉ khoai tây thôi à? Nào. Ờ, sốt nấm khoai tây. Sẽ cho gói khoai tây vào. Mà 2-3 nghìn lận. Có bò không nhỉ? Ý. Đây lại phải mua rồi. Thử luôn. Cái này cũng ấy này. Lạ nhỉ. Cái này thường không mai chi.
Đây. Rồi. Rồi, hai bố con ơi, đi về. Ô, thím. Cháu, cháu đi đi chơi là chính, chả biết mua gì. Kìa, nó đang rút rồi. Bà chả nhìn thấy đâu. Đây. Bà thím biết là chả nhìn thấy. Bịt kín, bịt kín thế. Bánh nhau đây, bà mua được bánh. Không, đi về đây. Em có nhìn ra đâu. Đi bà chưa? Hả? Thấy nào là lãng mắt kéo với bà nào. Sợ. Cái bố nó không nhận ra là không chị. Bánh trung thu. Có vụ gì mà căng thế thím? Bánh lê không biết ngon nhỉ, đắt thế này. Thì mua gạo gì mà mua ở đây? Ôi. Thế bao ngon nhỉ? Đâu nhỉ? Giảm sâu phết nhỉ? Em vừa chở được 15 bao mà 3 bao.